Hoài Linh tức giận xé nát ảnh cưới của Quang Minh Hoàng Oanh trong phim hài Noel 2016. Mới đây, nhà sản xuất vừa tung ra poster chính thức của Ba Vợ Cưới Vợ Ba, phim hài gia đình ra mắt vào dịp Noel với sự góp mặt của danh hài Hoài Linh, Quang Minh, Hoàng Oanh và Khánh My. Chọn thời điểm ra mắt vào dịp Giáng sinh, poster của Ba Vợ Cưới Vợ Ba đã thể hiện rõ tinh thần vui tươi và rộn ràng của mùa lễ hội với tông màu đỏ rực rỡ. Bốn nhân vật chính xuất hiện trên poster với những cung bậc cảm xúc khác nhau, tạo nên sự tò mò thích thú cho khán giả. Trong poster, Hoài Linh nhân vật trung tâm của phim được đặt trên cùng với khuôn mặt nhăn nhó tức giận, trong khi tay xé tấm hình cưới của cô cháu gái trẻ trung xinh đẹp với người chồng chênh lệch tuổi tác. Không chỉ họ nhà gái, đàn trai dường như cũng không tán đồng cuộc hôn nhân này. Bằng chứng là cô con gái người đẹp Khánh My cố níu tay áo của Quang Minh với gương mặt mếu máo như không muốn ba mình đi lấy vợ. Hoàng Oanh vô cùng xinh tươi và rạng rỡ trong bộ áo cô dâu lộng lẫy. Trong phim, nữ diễn viên thủ vai cháu gái đề nghị tự của ông ngoại Hoài Linh luôn lạc quan tin vào tình yêu đích thực nên đề nghị tự chấp nhận yêu một người đàn ông đã từng đổ vỡ, từng bước thuyết phục ông ngoại khó tính chấp nhận. Quang Minh trẻ trung và bảnh bao trên poster với bộ suit màu nâu nhạt, áo sơ mi tím nổi bật. Anh vào vai bà Cối, chủ một tiệm áo cưới đã trải qua hai đời vợ và có một cô con gái xinh đẹp. Yêu đề nghị tử, nhưng không biết rằng cô chính là cháu ngoại của Nam Nhẹp, một người đã từng đụng độ trước đây. Chính vì vậy, giữa hai người liên tiếp xảy ra những cuộc chạm trán mà nếu khán giả xem sẽ phải bật cười thích thú. Khánh My sang trọng và sắc sảo trong bộ váy cưới bồng bềnh màu tím nhạt. Cô vào vai Vicky Ki, con gái của ba Cối. Xinh đẹp lại thông minh và hiện đại, cô có một mối tình lãng mạn dù bị cha phản đối. Vicky đã giận dỗi vì cho rằng ba chỉ lo cho hạnh phúc riêng mà không quan tâm đến mình. Ba Vợ Cưới Vợ Ba là bộ phim hài nói về tình cảm gia đình với nhiều tình huống vui nhộn và ý nghĩa. Lần đầu tiên, hai danh hài gạo cội Hoài Linh và Quang Minh đụng độ trên màn ảnh rộng sẽ mang lại một cuộc trạm trán kinh điển. Khán giả sẽ phải lăn lộn với những câu nói hài hước, những biểu cảm dí dỏm đến từ dàn diễn viên và tất nhiên cũng không thiếu những giây phút xúc động. Đây hứa hẹn sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho cả gia đình trong dịp Giáng sinh 2016. Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 23 tây tháng 12 năm 2016. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!